là trái bí đỏ nha mọi người. Mình hạ bí đỏ này vô cho lá này. Để tìm coi có cả nào. Hôm nay mình sẽ nấu món bì đậu hạt phồng nha mọi người. Hôm nay mình sẽ nấu món chè bì đỏ nha mọi người. Là đậu phộng nha mọi người, mình sẽ xay cực cực ra này. Thank you.
bỏ là chuyển ra nha mọi người. Múc lên đủ khoai má này. Ăn bị đỏ rất tốt mọi người. Tay bên này mẹ lau này, tay này mẹ lau này. Ồ, tay này nè. Ngon ha. Ngon ha. Ngon con ha. Chơi đây nha, dẹp cái chén nha.